Từ nhá. Rồi, để em từ từ. Từ từ, từ từ. Cẩn thận nhé, con cũng được đấy. Rồi, lắm. Lắm. Ngon, ngon. Đây. Mày hả bự? Bự. Quá đã. Quá đã luôn. Xin chào tất cả quý cô chú anh chị cùng các bạn. Ngày hôm nay thì Hiếu đang có mặt trong một khu rừng. Ở đây cả nhà nhìn xem, đây là những cái cây rừng đước đặc trưng của miền Nam Bộ cả nhà. Đây, trước mắt chúng ta là một rừng đước bao la luôn. Và ngày hôm nay Hiếu đặt chân ở miền đất ở nơi đây là thuộc đất mũi Cà Mau, cũng là một cái nơi mà Hiếu từng mơ ước đặt chân đến cái mảnh đất này. Và hôm nay thì có sự tham gia của em Vũ Trụ Vlog, chuyên gia sinh tồn của miền đất Nam Bộ cả nhà. Và tiếp theo là anh Nhàn, Nhàn Cụt, đấy, anh Nhàn Cụt Vlog cả nhà. Anh này cũng mới làm ra YouTube. Ngày hôm nay thì có sự tham gia của ba anh em. Chúng ta sẽ cùng nhau là hợp tác, gọi là chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau vào cái khu rừng đước Cà Mau này. Chúng ta sẽ sinh tồn ở nơi đây. Và đầu tiên đến đây Hiếu thấy một cái sự đặc sản chính là muối. Quá là khủng khiếp luôn. Này cả nhà, nó bay là kinh khủng luôn. Đó, và ngày hôm nay thì Hiếu cũng hay xem em Vũ. Anh Nhàn thì cũng mới làm nên anh Nhàn cũng hôm nay góp vui với anh em. Và rất là mong Vũ sẽ chia sẻ với cả nhà, thể hiện những cái kỹ năng, những cái kinh nghiệm của Vũ có. Và Hiếu, bản thân Hiếu thì thường ngày đi rừng, nhưng mà hôm nay mới đặt chân đến cái rừng nước, rừng ngập mặn này. Và đó là một cái kỹ năng mà đòi hỏi Hiếu cần phải học hỏi. Và đây là một cái nơi mới nên mình chưa biết được. Và mong rằng sẽ có những cái trải nghiệm mới để cho cả nhà cùng thưởng thức trong cái video ngày hôm nay nha. Rất là mong cả nhà sẽ ủng hộ cho ba anh em Vũ Trụ Vlog, anh Nhàn Cụt Vlog và Hiếu nha cả nhà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên đường đi khám phá cái khu rừng này. Trước tiên để xem ở nơi đây chúng ta sẽ có những cái gì vậy nha. Chắc bây giờ trước mắt là mấy anh em mình làm cái chỗ nghỉ trước đi. Chỗ nghỉ à? Trước tiên nhất là phải lên lửa trước bạn ạ. Ở đây là không lên lửa là không phương án nào mình chịu nổi. Mình là mình dự định chỗ nào á là quên giới thiệu cái dụng cụ của anh em hôm nay là gồm có đèn pin cả nhà. Thiếu có một cái đèn pin này. Vũ có đèn pin nữa. Có đèn pin. Và một con dao, là ba dao, ba con dao và máy quay cả nhà nha. Nước uống nha, mỗi người có một chai nước. Mỗi anh em một chai nước. Và đây là nguồn nước ngọt thì rất là hiếm cả nhà. Nên là anh em mang theo mỗi người chai nước nha. Và bây giờ chúng ta sẽ lên đường nha. Anh Nhàn đĩa bàn đũa đĩa thổ địa ở đây nè. Thổ địa ở đây. Để xem đi, xem thổ địa. Bây giờ ba anh em mình chia ra làm ba khu nha. Rồi. Rồi một người một chỗ gần nhau để mình làm một cái buổi cái bếp á. Và hôm nay có được sự ủng hộ của Caramel của Vũ nữa là anh Khởi. Anh Khởi chào cả nhà cái. Chào cả nhà. Đầu tiên Hiếu xa phát hiện một cái con này. Ê, nó chạy nhanh. Được rồi, được rồi Vũ ơi. Được rồi. Một con. Con gì đấy? Bác Khía à? Ôi nó bự. Ôi nó to. Này, đã chưa? Ồ bác Khía, bác Khía. Ôi mình để em rửa, để em rửa. Chụp được một con rồi. Rồi, vậy là có thức ăn, nguồn thức ăn đầu tiên là bác Khía này cả nhà. Có chưa? Đó. Ôi, con này này, bác Khía này. Càng bự. Càng bự nha. Bóng loáng luôn này. Đỏ nha, nó màu đỏ nha. Ừ. Ui đã. Ui. Chưa hết anh Hiếu lượm được con rồi. Rừng này đầu tiên là mình cần phải bếp lửa cả nhà. Để cho có khói nha. Không có khói là muỗi chịu không nổi luôn. Đúng là Cà Mau muỗi kêu mà như sáo thổi đúng nha. Câu ca dao. Đặc sản của Cà Mau. Sáng rồi bạn ơi.
đây cả nhà. Khi mà mình phải tạo một cái bếp lửa như này, Vũ với lại anh Nhàn đang lấy những cái cây khô, tận dụng những cây khô để mình làm cái chỗ ngủ cả nhà, với lại lấy củi nhá. Ở đây thì mình sẽ tận dụng những cái cây đước khô, đó, vừa làm củi vừa làm cái sạp để mình ngủ luôn. Anh em mình sẽ tập trung mình làm nhá, nó nhanh. Đây là những cái cây đước khô cả nhà. Những cây này nó khô rồi nhá, mình sẽ nó vẫn còn cứng, khô nhưng mà nó vẫn còn cứng. Nhá. Đó, mình sẽ tận dụng về mình làm cái sạp. Chặt đôi chặt ba ra về mình gác lại. Đó. Đây là khúc nào mà còn cứng thì mình sẽ làm sạp, còn nữa thì mình sẽ lấy làm củi luôn. Anh em sẽ làm một cái chỗ nghỉ trước và có lửa thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ đi tìm thức ăn. Được được, mình thấy sướng ạ. Sướng. Nghe tiếng muối kêu sướng ạ. Anh em sẽ làm một cái sạp để có cái chỗ mà nghỉ chân cả nhà. Chứ không là tối đến là muối rồi, thứ hai là không có chỗ nằm nhỉ. Thế nào rồi? Quá đuối. Cảm giác thế nào rồi? Quá đuối. Đuối thế hả? Đuối cắn quá cắn rồi. Ô, cũng hoàn thành rồi mọi người ơi. Rồi, đang, em lên test thử cho. Hơn một tiếng đồng hồ. Được không? Ổn không? Ồ, quá đã. Nó nhẹn lên giống thử luôn, nhẹn ba người lên thử coi được chịu nó không. Thoải mái này. Bây giờ tí nữa mình sẽ lấy một ít lá đước nha. Mình cho nó lên đây. Đúng rồi. Sau hơn một tiếng đồng hồ, ba anh em đã hoàn thành. Không ai rộng nha bạn. Đây nè. Mình nằm đây nè. Đó đó chưa? Không nằm dọc thôi. Không. Bốn người nằm được. Bốn người với cả caramel nữa. Không. Không, mình để lá đước lên mình nằm chỗ này được. Nó bị cắn. Lá đước lên. Quá đã. Đóng lửa xong rồi. Bây giờ anh em mình sẽ hành trình dạo một vòng đây xem có những cái gì để mình tìm kiếm thức ăn không nha. Quá mọi người, như gần này là mình mấy nào đấy. Hồi nãy mới vào một chút thôi nhưng mà gặp cái con ba khía à. Con ba khía to rồi, bây giờ anh em mình sẽ đi. Bây giờ mình đi tìm thức ăn ha. Tìm thức ăn đó. Cho trưa nay rồi tối rồi. Rồi đây mọi người ơi. Nói chung đây là người ta gọi là hang chùa ụ nha mọi người. Thì nói bạn Hiếu nghe luôn ha. Nguyên lý hang chùa ụ như thế này là nó cái hang ba khía thì nó sẽ có một hang một thôi. Hang cua cũng một hang thôi. Nhưng mà hang chùa ụ nè. Nè bạn thấy không? Nhiều hang à? Nó trẻ rất là nhiều. Nhưng mà bạn cứ khui xuống đi. Bạn nhìn cái hang nào mình ăn xuống á là con, nó con này nó to không? Đây nó sẽ nằm đây nè, nước đục đục nè. Đây à. Bạn nhìn vô cái nước nó đục tự nhiên nha. Mình thử mò cái nha. Đúng rồi. Đây nó kìa, nó chạy bên kia con đó kìa. Đây rồi. Đâu. Cả kẹp mình rồi. Con đấy là hơi nhỏ. Nó kẹp mình. Đúng không? Rồi chính rồi, chính quá rồi. Lì luôn bạn ơi. Không sợ luôn. Không, một con. Cái con này nó nhỏ nhưng mà nó rất ngon nha bạn. Xem con này nha. Đây rồi con. Thấy rồi, mình mò đấy rồi. Ngon lắm. Cực kỳ ngon luôn. Ôi, đâu rồi? Xuống nung theo nó luôn. Chùa hả? Chùa ủ, gọi là không chùa ủ bạn. Con này ngon không? Ngon. Nó kẹp đau cả nhà. Đây rồi. Cuối cùng nó cũng phải lên. To lắm. Hiểu quá, giữ luôn một tay một con luôn. Tay bên trái bắt con này. Nó cho vào đây nha. To, không biết một con này là hai con. Mà nó to. Đây này. Khủng chưa? Một con à? Một con một thôi, mình cứ tưởng hai con. Nó to. Cái này để mình rửa nước cho cả nhà xem nha. Con này giống con này nãy mà Vũ. Giống anh ơi. Giống mà. Hồi nãy không phải con ba khía à? Nó mà. Nó là con bà khía là chú ù đấy. Mình không biết cái con này rõ là con gì, để lát mình hỏi anh Nhàn xem. Ở trên rừng thì mình còn biết được. Con này to hơn con nãy anh ơi. To hơn không? To hơn không? Đây này, con hồi nãy là Hiếu cũng chụp trên đường đi đây cả nhà. Đây này, nó giống nhau mà. Không. Giống. Đó, giống nhau mà. Ủa còn cái con này là con gì? Con mà bắt nhỏ này. Giữa luôn. Con này cũng về à. Ủa sao con này nó nằm yên nhỉ? Nó hiền đấy. Đó. Thôi, được ba con à. Ba nha, ba con à. Hiếu quá dữ luôn, mới xuống là lụm được quá chừng rồi. Rồi, đi, tiếp tục anh em mình sẽ đi. Cái con bà khía, cái càng bạn thấy vậy nhưng mà luộc nó chỉ vàng thôi. Nhưng mà cái con này và cái mình cái con này nha. Bạn luộc ra một cái là nó đỏ nguyên con luôn. Lột ra là nó đỏ. Đỏ như cua luôn. Nhưng mà nó nhỏ nha, nhỏ hơn. Không, cái con này không phải đâu, nãy bạn để chút xíu mình chỉ bạn bắt cái con bự. Ủa sao cái hang ở ba chùa mà lại bắt ra con ba khía này? Tại vì ba khía nó chui ké. Chui ké hả? Hang nào nãy đâu? Đấy. Sẽ còn một con chùa nữa. Đấy hả? Vừa móc xong á.
móc hết hang chưa? Đây, 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 bên này, bên này. Không không, đó, đó. Nó sẽ nằm một cái hang gần đây nữa. Thôi hả? Tại vì con trụ với ba khía nó không bao giờ nó ở chung. Không ở chung nhau hả? Hang này là cái hang của trụ, nó không phải hang của ba khía. À, biết sao kêu trụ ụ rồi, nó làm lên cái ụ. Ừ, đó, đó, đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Kiếm lên chục con. Đây, 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 đây. Đó hả? Không, con này có gì nữa đây. Ừ. Ui con cá quá. Cá bóng. Cá bóng bắt không? Đây đây bắt rồi. Cá nó ngon lắm á. Cá bóng dừa phải không? Không cá cá bóng mà. Bóng, một con bóng cá bóng này cả nhà, bóng gì? Bóng nước mặn á. Bóng nước mặn hả? Ừ. Con này ngon không? Ngon lắm. Đây có cá có cua rồi nhá. Bắt đầu bắt đầu. Một con nữa, một hang mà hai con. Yeah. Anh em mình tha hồ đồ ăn. Hồi nãy bắt lộn con ba khía à. Nãy là bắt lộn ba khía, bây giờ đem mới chu đúng không? Ừ. Rồi lên đây. Rửa rửa sạch sạch đi. Coi phải đúng không? Thịt nó ngon như con cua vậy mọi người. Đây, to. Rửa, để ra rửa đây. Con to lắm. Nhưng mà cái càng của nó nhỏ, con này con cái sao á? Nào bạn rửa rửa ra bạn nhìn bạn sẽ biết liền. Ừ ô, đúng rồi. Con ba khía luôn rồi bạn ơi. Ba khía, khía à? Luôn. Ba khía hả? Vậy là hang này không có. Ủa thế đây là ba khía nhiều nha. Ờ, là dạ. Con ba khía đó. Thế mình... ơi, đừng có kẹp táo, xuống đi. Kẹp. Có hay không? Không, ba khía. Rồi nó quay đi. Ờ nó mới hấp dẫn. Ba khía thì đầy mà ba khía. Con gì á? Đây nè, đây nè. Đây. Ừ đó. Đây, Vũ vừa phát hiện một hang chu à Vũ. Hang chu ụ. Chu ụ hay ba khía? Chu ụ anh ơi. Chu ụ thì nó nhiều hang nhiều ngách quá. Ờ. Thấy 1 2 3 4 5 6 7 8 gì luôn. Dữ vậy. Coi nào. Có dính được hang nào không? Đó cái hang giữa ấy, nãy nhàn chỉ là cái hang giữa, hang chính của nó. Nó đi xuống á. Đây trùng nhiều ha. Ừ. Đi thẳng xuống á. Ở đây mà câu cá thì có trùn này. Ha, không lo mồi. Ta nói kéo ngược lên. Sâu nữa à? Dính dai đóng luôn rồi. Dính luôn hả? Rồi xong rồi, mắc bẫy rồi. Sao một hồi mà bắt cái con trừ ụ thì ổng dính ngay ụ luôn. Không được, thua rồi. Thua rồi à? Thua rồi. Thôi bỏ cuộc đi. Đổ qua con khác. Bên này hang nữa à? Đây nó sẽ có ba hang đây. Mình môi ra sẵn cho mọi người. Hang này, nhưng mà hang giữa là bắt hang giữa. Rồi để em. Rồi rồi quay đi. Thất bại con kia phải làm lại con này mới được chứ. Phải làm được con chứ, anh làm hai con này á. Làm để tôi đi kiếm củi. Tôi bỏ vô. Đó. Phải chi mà mũi mà dễ bắt nhỉ. Phải môi cho cái miệng nó to to, cái tay mình nó mới lọt được. Đúng rồi. Đụng nó chưa? Đụng nó rồi anh ơi. Cố lên, nào, cố lên. 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 Rồi, xong. Wow. Wow, to nha. Con này to ạ. Chu hay là ba khía? Kiểm tra coi. Kiểm tra cái mù của nó. Cái có mai. Nước, có nước mới. Đúng rồi, ra nước rửa mới biết được. Đây để so sánh cho mọi người coi chu với ba khía. Nó hoàn toàn khác biệt này. Một đây. Con này là nó cái càng nó màu đỏ này cả nhà. Và bên này nó màu tím nhá. Đó. Đó. Đây cả nhà. Đây là cái hang mà cái chân của nó đang lú này. Bây giờ mình dùng cái dao nha. Không biết là mong rằng là cái hang này đừng có rễ cây này. Mình sẽ chặn nó lại này. Rồi. Rồi đây rồi, đây rồi, đây rồi. Nó hết chạy rồi. Chạy đi đâu? Mày chạy trời không khỏi nắng nhá. Vậy là con này bắt được này. Cây nhiều quá. À. À, kẹp u, kẹp dữ nha. Ô, được rồi, nó đến chân rồi. Nó cứ cầm lấy cái mai của nó là được. Rồi xong. Đà, một con nữa cả nhà. Đà. Thành quả lên lên. Nhưng mà cái chân của nó dễ gãy nha. Bắt kiểu này nó nhanh. Nhanh. Rồi. Quá đã, quá đã. Có thức ăn rồi. Nói là cái trái của cây cây đưng nha, không phải cây đước. Mặc dù ở đây là nhìn nó giống nhau. Nhưng mà cái họ cây này nó là họ cây đước, nhưng mà cái cây này người dân ở đây người ta kêu là cây đưng. Nếu mà cô chú anh chị ở Cà Mau thì sẽ biết rồi cây này. À, ở đây mình phát hiện cái trái này nữa luôn này. Không biết trái gì luôn này. Để lát mình hỏi. À cái này chắc là cái hoa của nó. Đẹp á. Rồi anh em mình sẽ đi một vòng xem tìm một ít thức ăn nữa nhé. Mới được có mấy con. Cả nhà nhìn cái rừng đước đã bao la luôn. Đặc điểm cây đước thì cái rễ của nó cứ mọc như này.
hoặc nổi lên trên luôn. Con đi. Em mới đi đạp nó. Đạp nó hả? Con dập. Con dập đúng không? Đấy. Tổ lắm rồi. Tổ ôi. Bự chưa? Con dập cả nhà, thành quả của em Vũ này. Nếu mình đạp từ thôi, cái khu này có đấy Vũ à. Nếu mà có một con là sẽ có đấy, mình đưa chân mình đạp. Những lúc mình không nó hơi lú lên cũng không chừng á. Nhưng lúc mình không săn bắt thì nó lại dính. Đây, không phải. Tưởng cái lá chứ. Cái này nó có cái cào ấy, cào dưới trong nó. Ở đây có cái hang con gì vậy? Đâu? Đây nè. Sâu quá. Hàng người vậy. Sâu quá. Nếu mà có là nó sẽ có. Còn ba khía mà sau khi bắt lên một lúc cả nhà, nó sủi bọt này. Đó, cái bọt còn nó sủi lên. Phát hiện thêm một cái hang nữa. Nhiều hang lắm, không biết nó đâu. Chính. Hang nhỏ. Nhỏ quá. Nhỏ. À, lên. 2, 3. Nào. Ê. Dính cái tay luôn. Cái tay nó dính ở trong á. Quá. Nó còn kẹp nữa. Quá. Ui. Nó kẹp dữ á. Trời, nó kẹp đau nha. Thành công rồi cả nhà. Đấy. Này, đúng chú ụ đúng không? Ồ, màu đỏ này. Màu đỏ đúng chú. Màu đỏ chú ụ này. Đó. Cũng không to lắm đâu nhưng mà cũng ăn được. Mình bây giờ bắt được con gì mình cứ lấy thôi. Được không? Không được anh ơi. Được con gì hả? Anh em thấy mò xem có tôm không cả nhà. Hiếu ơi, đâu? Có hai hang chân dép rồi bạn. Bạn thấy không? Nó y như hình số 8 vậy không? À, cách phân biệt nó là như kiểu số 8. Ở ừ, cái hang nào mà cái dòng này nó càng bự á thì cái con nó càng to nha. Bạn thọt cái con tay vô. Bạn đi theo cái hang nó để đừng để lạc hang nha. Đừng để lạc hang. Ừ, bạn thọt rồi. Thử nha. Rồi ok bạn. Hang chân chép đây cả nhà. Đúng rồi, thọt từ 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 mau ra. Sâu đấy nhỉ? Ừ, nó tầm xuống nửa khuỷu tay các bạn. Ủa? Được không? Phải banh nó ra đã. Đúng rồi. Mình không nghĩ là nó sâu về chứ. Ồ, sâu thế. Sâu mà, nó xuống tới đây nè, cả này nè. Ồ, mà cái con này nó như thế nào? Nó ngon lắm bạn, nó ngọt, cực ngọt luôn. Dạ. Ừ. Cứ để mình cố gắng mình bắt. Ừ. Lần đầu tiên mình bắt được con này. Cố lên hàng, sắp được rồi. Cái hang nó nhỏ quá. Đúng rồi, nó ngại cây thôi. Cây nằm cho nó nhiều quá. Hay quá. Thật quá. Chắc to bắt... bạn. Đây, à đây. Ô to, ô cái con này là to đó. Bạn rửa coi. Để mình rửa xem nha. Nó giống như cái con ở quê Hiếu gọi là con bẹm hả? Con ốc trai ấy. Ờ, con trai trai. À, con trai trai đúng rồi. Nhưng mà nó dày hơn, nhỏ hơn. Rửa cho nó to không? Có màu vàng. Đúng rồi. Con này ngon lắm hả? Ngọt, thịt nó ngọt lắm. Đã chưa? Ồ vậy bây giờ là chiến lợi phẩm là cái con thứ 3, thứ 4 gì, loài thứ 4 rồi cả nhà. Đầu tiên là con ba khía, rồi con chu ù, rồi con cá gì bóng, rồi con gì nữa? Con vợp, rồi con này, rồi con hàu là 5 cái rồi. Đây con ốc len con nè bạn. Đâu? Đây. Ốc len này, ốc len con nè, thấy không? À ốc len. Con này nhỏ ha. Đúng rồi. Đây ốc len đây cả nhà. Ốc len này nó nằm trên cây ha. Đây nè bạn ơi. Đó. Đây con nữa nè bạn ơi. Ngay tay tôi nè. Bạn thọt vô đó. Đó, ngay tay tôi là bạn thọt vô là đụng luôn đúng không? Đúng chưa? con này cũng được. Ừ, con đấy cũng to đấy. Con này không to lắm. À, quá đã. Đấy, hai con rồi cả nhà. Anh em mình bắt khoảng chục con như này là có mồi rồi. Có đồ ăn ha. Đây hang nữa nè bạn ơi. Đó. Có hang nhỏ thế này thôi à? Ừ, nó thấy rồi đó. À, rồi rồi. Thế là cái đưa ngón tay vào. Ừ. Vũ đâu rồi? Ra đây Vũ ơi. Qua đây. Quá trời ơi, ra đây thục cái chép rồi Vũ ơi. Sướng lắm. Đã. Nguyên con luôn.
một con nữa đây. Chép 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 chép. Con này là Hiếu chưa được ăn bao giờ luôn. Ôi chết rồi hả? Sao nó hẻ cái đầu nó ra này? À chưa chết, chắc là chưa. Bây giờ Hiếu với lại em Vũ sẽ đi ở dưới cái mặt hồ này. Con gì em? Con dập. Dập hả? Được con gì á? Con hào anh ơi. Hào này cả nhà, hào ngon chưa? Hào thiên nhiên nha. Ồ, vậy là con hào nó nằm ở ngay cái những cái cây này này. Đúng rồi, cái rễ cây này. Chưa Hiếu. Chưa, em mới thấy cái gì nó chạy chạy đó. Thấy tê em. Con này như cái móng vậy. Cái này là trái cây anh kêu, anh kêu trái cái đưng. Để cởi áo mình xuống xuống cái sình này để mò. Cái mặc áo dài là không được. Ở đây anh Hiếu mới phát hiện được một cái hàng con chim chép nữa. Hàng ở đây. Là hàng số 8. Đó, hàng số 8. Bây giờ mình cứ đưa ngón tay vào mình móc thôi. Đây mọi người, mình mới phát hiện một cái hàng đút ở đây nè. Ngay gửi cây này hơi khó bắt nha. Để vô thử coi. Định vị nó đi được hướng nào rồi. Còn chưa tới anh ơi. Cái gì lạc hàng. Anh cầm máy giùm em đi. Ngay gửi cây. Gửi cây hả? Ừ. Đúng rồi anh ơi. Mà kẹt ngay gửi cây. Để rồi. Để cố gắng. Đụng rồi là được, đụng rồi là bắt được. Cái này con này đâu chạy được đâu. Ừ. Lên. Lên, cố lên. Đây. Wow. Để em rửa. To lắm, con này thì to này. Đây. Ồ, đã chưa? Ồ, con này mới ngon này cả nhà. Nó là chỉ có vầy thôi nhà, không to nữa đâu đúng không? Em cũng chưa biết nữa. Thấy con to nhất em bắt được á. Ờ. Rồi. Thêm một con nữa. Vũ vừa phát hiện một cây hào luôn cả nhà. Một cây hào luôn. Ồ, trời, phải cái cục đấy không? Đúng rồi, cục hào luôn này cả nhà. Ồ, cái này giờ mình lấy cả nguyên cây luôn. Đây này, những cái con hào đấy cả nhà này. Đây, con này là con nhỏ nha. Con này là con nhỏ. Ủa có con gì ấy? Để anh chụp nha. Ủa nhảnh thế. Nhảnh lắm. Này, ra đây. Đây là anh em được một cục hàu này quá ngon. Hàu sữa nha. Wow. Cái này chặt nguyên cục này về anh em mình nướng. Ủa rồi. Rồi. Cái này nó gãy nó khô rồi. Khô rồi, khô rồi. Lên cái phần gãy không? Được không? Có lấy được không? Xem có ăn được nữa không? Nè phần này đang được nè. Ủa nặng lắm nha. Phần này cũng ăn được đó nè. Ô nhưng mà có một số con nó bị chết rồi. Một số con chết chứ còn một số con còn sống á. Ờ. Ai chà. Tầm này cũng được. Đây là một cây đó mọi người ơi. Đó. Hai anh em mình mỗi người cục. Hai anh em mỗi người cục. Đâu đây. Để em ra thử độ sâu của đo thử độ sâu của cái sông này coi nó bao nhiêu. Ờ. Xem bao nhiêu. Đo thử độ sâu coi. Sâu. Ở ra đây muốn lúc rồi nè. Sình nhiều không? Nhiều anh ơi. Lút hả? Sâu lắm. Lút luôn hả? Ở đây là lút rồi đó. Vậy hả? Ừ. Đấy, đây, coi rồi. Nó đụng lên cục cục vậy đó. Đây là nó ngậm trong họng nó phun ra nè. Ừ, cái nước đục quá là có cá đóng á. Đây. Có cá mà không biết có bắt được hay không thôi. Ừ, cố gắng là bắt. Chưa, à. Chưa, cái này chưa có lỗ. Vì bên đây, chắc cú là nằm hàng này luôn. Chưa có lỗ. Ừ, nó mới tạo á. Đó. Rồi ông này kia giặt kia không thang kia nữa kìa. Có phải không? Có. Mồi gọng ra, đào gọng ra một lỗ luôn. Mới bắt được nó. Đi giặt đi đó. Ôi, cái ma ship. Hai bữa sau, hai bữa sau. Quá, mình lại đào ông đằng kia cũng vậy. Ông đằng kia thọt cái chân vô. Thọt chú chân vô hang á. Thọt cái chân vô hang á, đun theo cái hang đó. À, gặp cái hang cá thôi rồi, mình móc thử nhưng mà nó sâu lắm mà. Đem cái chân vào này, cả nhà, nó sâu lắm nha. Sâu hoáy luôn cái chân này. Phải tầm hơn 1 mét rồi. Đang thử móc xem lần nữa xem có được không. Cái tay móc vào thì mới cảm nhận được nó. Hết rồi. Một cái đầu bùn. Không được cái gì. Cảm ơn. Ở đây là ra ngoài này là một cái bãi cây. Mình có thấy một cái tấm xốp rồi cả nhà. Mình sẽ lấy về mình tận dụng.
mình kê ở dưới cái sạp tối nay nằm cho êm. Làm xốp đây. Đây lụm tắm này bạn ơi. Đây lụm tắm này tối về làm chỗ ngủ này, êm này. Tắm này bạn ơi. Hả? Đây lụm tắm này nè. Ờ. Vũ vừa bắt được con cá gì đây? Cá đuối hả? Cá đối đã chưa kìa. Lần là không biết nó bị hương bị à, gì. À, con này bị bệnh rồi. Bị bệnh em à, đừng ăn. Được ta? Không, bị bệnh rồi. Được, ăn được. Được không? Được. Nó ngon lắm. Nhưng mà nó bị bệnh hả nhà? Được. Này. Không sao, không sao. Được không? Ăn được không? Được. Nó về mới lờ đờ mới bắt được nó. Đi một vòng tầm hơn 2 tiếng đồng hồ anh em vừa về đến nơi và nhặt được thêm hai cái tấm nệm này về để lát là mình lót lên rồi mình lót lá để mình làm chỗ nằm. Và thành quả đây cả nhà. Được một mớ hàu, một đống luôn, đống hàu quá là ngon luôn này. Hàu này, một con cá này, à, hai con chứ, một con cá gì ấy, cá bóng, cá bóng, rồi một mớ ba khía này, con kem chép này. Quá nhiều hải sản, quá nhiều. Bây giờ anh em sẽ ra mình rửa qua đi. Rồi mình xiên những cái con ba khía này vào, mình xiên cá, xiên hàu để mình gác lên để mình nướng. Những con hàu nó là đã, cái này bây giờ mình để cả cục này mình nướng luôn anh nha. Đúng rồi bạn, để cả cục rồi mình tách cho mình ăn từng con. Tách những con này này, con này nó to này. Hàu sữa này, đã chưa. Rồi ba khía này, ba khía thì con gì, chùa ụ hả? Chùa ụ ba khía, chùa ụ ba khía. Một con cá hồi nãy là Vũ chụp được, con này kiểu nó bị ngơ ngơ ấy, nó bị sao ấy. Hiếu đang sợ là nó bị bệnh gì ấy này. Không, con cá đó nó không sao hết, nó bị sao à? Ta gọi là ghẻ. Ghẻ hả? Ừ, nhưng mà ăn được không? Được bình thường. Hay, nên là nó bị đây, bị đơ cái mỏ nó này. Được rồi. Đó, cá này ăn không sao. Bài nước này mới đúng, không có mũi. Đặt rửa này đi. Một đám hàu luôn. Này là bốn anh em rồi. Chiến là đủ phê rồi. Quá chất luôn. Khi mà nó há cái miệng ra là được đúng không? Không, nó không hề, không há miệng nha. Không há luôn à? Có nghĩa là mình canh mình biết là lúc nào nó chín rồi. Ồ rồi. Ok. Đã chín. Lên dĩa. Lên dĩa thôi. Nghe mùi thơm này Vũ ơi. Thơm quá này. Thơm. Nè bạn. Con nào? Đây nè. Hôm nay con nào chín hết rồi. Con hàu nó rất là nhanh chín rồi mọi người. Đây. Hàu này chỉ cần nóng thôi đúng không? Đúng rồi, rồi đem lên là mình tách ra nó mới ngon. Đấy. Nóng. Ôi, nhiều đây hàu thôi cả nhà. Mới một mình hàu thôi nha. Đây này, cái này thì con này hơi nhỏ nha. Cái này. Nhưng cái phần bên này sẽ là những cái con to này. Con này mới béo này, mập này. Bẻ. Xiên này sâu như này. À. Mình sẽ tách bỏ cái phần này. Ấy. Nóng lắm nha. Than nhiều lắm. Để hơi thôi cũng chín rồi. Hai cái chân này cho lên đây là nó cũng chín rồi. Nghe xèo xèo kìa. Xèo rồi. Nó đỏ nha. Đỏ mà. Này đã nha. Nó cũng nhanh chín thôi. Nó nhanh lắm, con này nhanh chín. Được con ốc len nữa nè. Ờ, con ốc len to. Nóng à? Nóng lắm. Cá này nó mỡ nhiều thế. Nãy mình cứ nhiều sôi. Cá đối yeah. Này này. Vừa đói mà nghe cái mùi này. Chịu sao nổi. Chịu không nổi luôn mấy bạn ạ. Tất cả đã chín hết rồi. Đó, ba khía. Hàu á, cái chùm này. Tí nữa mình phải đem dao mình tách ra nha. Cái này là con chem chép cả nhà. Cái ruột của nó nhìn đã chứ, to ha. Con cá này rất là ngon. Vũ còn con gì đấy nữa? Dập hả? Hỏi nướng rồi lên anh em mình ngồi thôi. Nãy giờ thì ba anh em cũng hì hục nướng chín rồi cả nhà. Cá này, sò rất là nhiều luôn. Bốn anh em, caramel chịu khó một tí nhá. Rồi tí nữa vào anh em mình sẽ ăn. Bây giờ Hiếu mời cả nhà cùng dùng với lại ba anh em nhá. Vào tiệc thôi nhá. Ui, cũng đói rồi. Mời mọi người nhá. Mời cả nhà nhá. Rồi, mình sẽ thưởng thức cái con chem chép này trước xem sao. Mỗi người con thử xem okay. Nó như thế nào. Hey. Bạn dùng nó đây. Đấy. Ui, thế là con to nhất nha. Rồi, okay. Cạn ly cái. Ở dưới rừng này nha, mình không có đem được. Vô. Vô. Mời mọi người nhá. Mời cả nhà nhá. Nhúng muối vô em. Đúng rồi, anh nhúng vô. Bạn hấp thử miếng nước ạ. Ngon ha.
Mặn nha. Đã nha. Ngọt ngọt mặn mặn, ngon. Thịt nó dai, đỉnh luôn. Nói chung là cái này làm tặng cho bạn Hiếu đó nha. Này dành riêng bạn Hiếu không, cái con này là phải ăn một nguyên một mình vậy nó mới ngon. Mình à. Lâu lâu bạn Hiếu Tây Nguyên xuống. Nhường nhường cho kính lão đắc họ đi. Không không không, mình không dùng. Tại đây mình dùng nhiều lắm. Mời bạn đi. Để nhường em Vũ, em Vũ. Thôi để lại lát ông camera ăn đi. Nhường lại camera đi. Thôi bây giờ hàu còn nhiều. Anh em mình ăn hàu đi. Đúng rồi. Hàu này làm con hàu đi. Mình tắt cái bạn nha. Đúng rồi. Để, ôi không cần. Đây tách cái nó ra luôn này. Để đâu anh tắt thử. Này anh tách này, em ăn đi, anh tách rồi này. Để em thử hướng con giống anh làm sao. Tách cái nó ra luôn. Anh em cầm hai mảng. Được không? Đây này. Đâu, anh thử này, anh thử này. Nãy anh tách phát rồi nó ra. Hên đấy bạn ạ. Hên à? Hên đấy. Thế là do hên rồi. Hai bên luôn nè, ăn đi. Hai bạn dùng đi, tụi mình tự tách. Đấy, mình bảo rồi khô quá. Nó khô. Khô quá, nướng vừa thôi. Tại mình chở không kịp. Rồi. Mời cả nhà ăn con hàu với anh em nhé. Đợi đợi nhìn cái nữa, quốc cái nữa. Một cái nữa hả? Vô cái hai nữa. Hai bạn dùng chứ. Đợi đợi ăn cái nữa, ăn được luôn. À vậy hả? Vô cái. Ủa con nó mới ngon à. Ủa đây. Đây. Con này nướng không? Vô cái nữa nào. Nha. Vô. Vô. Hàu là phải nướng nó chín tới là mới ngọt. Nhưng mà cục thịt này nha. Nướng hơi chín nên là nó teo lại. Chứ thực ra con hàu này mình nướng qua là ăn nó ngọt này. Nhàn này. Ăn phát nào. Nó rất là ngọt nha. Béo lắm. Quá đã. Tuyệt vời. Quá đỉnh luôn. Không mà tôi lâu lâu tôi về tôi ăn chung với hai bạn tôi cảm thấy ngon thật luôn. Này, hai bạn thấy không? Hôm nay về đi cái miền sông nước nước biển á, đi một lúc mà cái mặt Hiếu nó mũi nó cắn này, nó đỏ luôn này. Đỏ ửng luôn á, không? Khủng chưa? Đỏ ửng luôn. Ba anh em tụi mình thưởng thức ba con này. Con này ba khía hả? Đây. À. Con. Đúng rồi, này hình như ba con ba khía không nè. Ba khía hả? Con này cho anh Hiếu con này đi. Con nào? Con chú anh ăn đây ăn thường em ăn con này đi nó ăn con này là được rồi. Không, anh chia em một cái cho biết cho biết ha. Rồi anh em mình chia nhau rồi. Nè, thử coi cho anh cái càng con ba khía này. Không cái này bạn ăn cái thịt này trước nè nó mới cay ngon nè, còn mình ăn cái càng hả? Đúng rồi, mình ăn cái thịt này trước nè, thịt trước hả? Đúng rồi, ừ, nó mới ngon. Rồi mời cả nhà ăn cái con này với mấy anh em. Ủa cái gạch của nó này, ủa cái gạch vàng luôn nha, vàng luôn nè, đã nha. Ủa nó béo. Đây mời mọi người nha. Mọi người mời cả nhà. Không, nó béo. Cái này mày ngọt đúng không mà? Ngọt. Mà nó ngậy nha. Nó ngậy. Con này nó không ăn được nhiều nếu mà ăn gạch nó. Nó say. Nó ngậy lắm. Ừ. Nó béo quá. Nè. Nhưng mà mình nướng cái này nó khô mình ăn nó giòn à. Anh em mình sẽ ăn xong rồi mình tìm một ít lá cây rải lên rồi làm ở chỗ nằm nghỉ ngơi. Tối nay anh em mình sẽ tiếp tục cái hành trình là kiếm ăn đêm. Không, tối ăn. Tối nay mình bắt nhiều lắm mà bạn kiếm cái này kia cũng được á. Ừ. Nói chung là mình sẽ thử xem cái khu rừng này vào ban đêm mình sẽ săn bắt được những con gì vào ban đêm nha. Ừ. Xem nó như thế nào. Bây giờ con cá này là công của Vũ bắt nên là phải ôi dạ. Phải lấy miếng da chứ Vũ nhỉ. À, làm miếng nha, cho biết nha. Anh em tay hơi bẩn thì đi rừng. Cảm ơn anh, không sao. Thông cảm nhá. Rồi, nè. Anh Hoàn nè. À, Nhàn là cứ quên. Cảm ơn bạn. Ôi, mời cả nhà cùng thưởng thức với anh em miếng này xem nào. Chấm vô anh ơi, chấm phát nè. Chấm vô anh ơi. Ăn nha. Rồi, mời cả nhà nha. Rồi, mời mọi người luôn. Nó béo. Cái thịt nó bạn. Bạn nhìn cái thịt nó đục nè. Nó đục đục, nó béo. Béo nha, thịt nó béo thật đấy. Rồi, để cho caramel men miếng nào. Cảm ơn nha. Thèm nó giờ luôn á. Chấm caramel miếng nào. Xin rồi, cảm ơn em. Caramel xin ăn. Ngon nha. Ăn luôn cái gì cái da nha. Còn bỏ ra không? Nè, anh em chia nhau ăn đi. Ừ, mình ăn không ngon. Ừ, rồi, béo đó. Béo quá. Ăn đi. Anh em tranh thủ lát một cái sàn rồi là bỏ một chút lá thôi cả nhà. Vì cái lá đước này nó rất là cứng nha. Anh em lát qua thôi. Đó, bây giờ là chỗ bên kia là của caramel. Đấy, bên này là Hiếu, còn giữa này anh Nhàn, đó, Vũ. Anh em nghỉ tí đi. Tối nay xem có đi tìm được cái gì không nha. Cá anh nhìn lên trên bầu trời thấy đẹp quá. Cá à. Cây cối đội đung đưa gió mát. Cây này nó cứng vậy chứ nó không dễ gì gãy đâu nha. Đúng rồi. Nó cứng lắm. Nói chung tôi đuối qua tôi nghỉ trước hai bạn. Đuối à? Đúng rồi. Tối nay săn nhà bắt với người bạn đó nha. Thank you.
chiều giờ anh em nghỉ ngơi. Bây giờ cũng hơn 7 giờ tối, anh em đang ra cái xuồng sáng nay vào để anh em đi một vòng, đi soi đêm, săn đêm cả nhà. Chứ ban đêm mà lội ở trong rừng thì rất là vất vả và khó đi nhá. Cả nhà xem những cái rễ đước như vậy, ban đêm đi rất là khó. Nên anh em sẽ dùng thuồng và đi quanh cái bờ, những cái ven nước như này để mình soi cá và soi cua nhé. Xem ban đêm này thì cái sinh vật ở đây chúng ta có dễ tìm kiếm không nhá. Rồi, mời cả nhà cùng đồng hành với anh em trong cuộc đi săn đêm này. Đó, dùng cái thuồng này chúng ta đi. Cá gì á? Được không? Ủa, cá gì đấy? Rô phi. Rồi, rô phi. Chụp tay luôn hả? Dính con rô phi. Quá dữ. Ồ, vũ đã nha. Ồ, rồi cá. Ồ, có cá. Cho mượn cái dao, có dao ở đây không? Trời ơi, dao không cầm rồi. Rồi, con cá này. Không thì bơi ra bên kia, sâu dài vô đi. Từ. Để mình mới thấy ba khía rồi, nhiều lắm ở đây này. Ôi rồi, Vũ ơi, anh thấy một con. Ồ, to lắm. Đưa đây, cái vợt đấy. Nhưng mà nó không chui được. Cây nhiều quá. Ôi, con cá to lắm, Vũ ơi. Không có con dao hả? Trời ơi, con cá. Ôi, dao để trong thùng rồi. Cá to lắm này. Cá đây cả nhà, to lắm. Ôi, từ. Ôi. Trời ơi, lên bờ rồi. To, cá to. Phải gì có ở đây rồi, con này to này cả nhà. Yên nhá, Vũ đứng yên, đừng động. Không dám thở luôn. Trời ơi, lùm, Vũ ơi, đã. Quá đạt. Đồ phì to lắm. Quá đã luôn. Ủa, cá hiền nhỉ. Đâu rồi, vợt đâu rồi? Đấy, dục lấy xuồng luôn. Ô, bỏ lên chuồng hả? Này. Đâu rồi? Rồi. Hai con luôn, to. Ô, đây con nữa này. Con này cá gì, không phải cá rô phi đâu. Ờ, ở đây này. Ui, trời, nhiều lắm. Cá đối cả nhà ơi. Con này bắt được mấy ngon này. Ô, ban đêm thì cá nhiều lắm. Ban đêm cá rất là nhiều. Ôi này, ô, còn cá đối này to này. Này, khởi ơi. Cầm máy giùm cái khởi. Hai tay mới bắt được, một tay không chơi được nó. Cá phát đối. Một con cá đối. Dính rồi, ngon. Cá đối này cả nhà ơi. Đó. Ủa, đây con nữa, con này nhỏ. Ui. Cá đối. Hai con luôn hả vậy? Một con. Con cá đối. Ở mé xa kia mình thấy có con hồi lồi nha mọi người. Từ. Cẩn thận nha, con cũng được đấy. Rồi, lắm. Ngon. Đây. Wow. Nhím đi. Quá đã. To nha. Ui trời. Coi nào. Anh giữ nha. Ui, giữ rồi. Con đó nó mạnh lắm á. Rồi, con này khỏe lắm, con này á. Bằng con cá lóc vừa đấy cả nhà. Ồ, từ Vũ ở đây con này. Đâu? Đây sao em không chụp, để chụp cho. Cầm đi. Con gì? Cầm coi chừng. Thôi. Quan nha, cầm đi. Ủa, con này bé. Bé cũng được. Bé quá. Bé gì nữa. Rồi anh buông đi. Ôi trời ơi. Nhót rồi. Nhỏ quá. Vừa gặp hai con ba khía cả nhà, to lắm này. Con này chắc là bắt được con này thôi, cái con gần hang thì khó rồi, nó đang bắt đầu vào ấy. Mình sẽ chụp con ngoài trước thì chắc ăn nha. Ôi, từ. Yên lặng, từ để mình chụp nhé. Bắt đầu vào hang rồi. À,
được một con thôi. Con kia nó chun rồi. Đồ nó kẹp. À. Kẹp. À. Quá. Kẹp hả? Kẹp. Bị cua kẹp rồi. Kẹp nhưng mà không thả. To, hú à. Lụm luôn á. Lụm luôn. À. Ui da, ai. To lắm. Hai con nó ra luôn em. Hai con một chỗ này. Ui. Một con nó to lắm. Nó đi rồi. Bác khía. Bác khía, bác khía. À. Cho vào. Kẹp đau phết nhỉ. Hai con, một con trong, con ngoài. Một con thổi lòi to lắm cả nhà ơi. Bằng con Vũ nãy bắt. Im nha, im lặng nha. Nó mắc cây rồi Vũ ơi. Này em thấy không? Nhưng bây giờ nó vướng cái cây. Đánh luồn cái tay nha. Em cầm máy quay cho anh cái. Anh Hiếu chuẩn bị chụp hồi lòi mọi người. Mày hả bự? Bự. Quá đã luôn. To. Vậy là quá hay đấy ơi. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. To nha. Thôi loài ở đây to đấy. Ok. Rồi cho vào. Hai con. Cái dòng này nó khỏe lắm nha. Ở đây có một con ba khía nằm ngay trong cái hang này mọi người. Chụp chụp hang trước em ơi, chụp hang trước. Xong rồi hả? Chạy xuống rồi. Đi rồi. Đấy hồi nãy anh cũng chụp vội luôn đấy. Nó còn. Em đè bên kia cái, đè bên kia cái. Được không? Chẳng hang nó rồi. Rồi được. Bác kia cũng nhanh thế đấy. Ấy rồi, chung chưa? Xong rồi à. Chạy rồi. Kia. Này được không? Lấy được ý nhờ. Bác kia, bác kia. À, kẹp à. Này. Đấy, bác kia bạn ơi. À, cho vào. Đó. Hả? Ui này con, này con, này con. Mày ra bới, này ra bới. Chụp bây giờ thấy là chụp luôn. Ủa bác khía nhiều lắm. Ủa kìa, bên một cái hai con kìa. Ủa bác khía. Một trophy này. Đâu con trophy nó rẻ. Ở trước con hay là sao con? À, con của anh to hơn. Trophy này ngon nha cả nhà. Trophy bỏ ngoài đi. Trophy nước ngọt. À nước mặn chứ. Này, bây giờ anh em sẽ lên đường. Đi một vòng quanh đây. Ôi con đạch, từ từ. À, đủ con đạch. Im lặng này, để anh xuống đây. Cầm máy. Đấy, xuống. Từ từ, ông cũng từ để tôi xuống nha. Từ. Con đạch. Nên có hai người phải đi vậy đó. Từ nha, con ếch nha, vừa gặp con ếch. Nó chui đi đâu rồi á? Nhảy à? Có hang. Không, không, không có hang, có hang. Có hang là vào hang rồi. Nó vào cái hang này rồi. Để mình bắt. Mình thử xem nhé. Nó vào hang rồi bạn ơi. Hai ba cái hang đây không biết vào hang nào. Đau lắm. Đau lên em hỗ trợ cho. Rồi, được rồi em. Một em cua. Bự không? Không to lắm nhưng mà gặp cua này là phải ăn. Cua Cà Mau là phải ăn. Ui dồi. Tôm cua luôn á. Kẹp hả? Kẹp đâu. Ui dồi. Này cua Cà Mau. Quá hay luôn Hiếu ơi Hiếu. Ui chà. Để bằng luôn rồi đấy. Này, cũng được ha. Ủa con này thì ăn được rồi, con này ngon rồi. Ngon rồi, cho vào túi hay sao? Không, mình cứ bỏ vào đây luôn đi bạn. Nhưng mà nó có chạy không? Không chạy ra được bạn. Hiểu em quá giỏi mọi người ạ. À. Ôi dồi, xuống Cà Mau rồi đi bắt cua thế này. Ừ. Đấy, vào đấy. Đấy, ừ. Một cua. Ủa. Rồi, ngon. Ngon nữa kìa. Lại tôm nữa hả? Đây,
Đây nếu chuyện ngoài giùm em. Con này con gì à? Con số à? Đâu đây để coi bạn, để mình giải thích. Hả? Con dài. Con này con thẻ bạn ơi. Tấm thẻ. Rồi. Bắt luôn. Quá rồi, thu nhập nhiều quá. Con em. Nó nhanh thì nó 4 cân luôn, 4 cân luôn. Rồi đợi đã vô rồi. Đi xôi đêm với rồi ra rồi. Chạy mày. Mày hả? Tía to. Ban đêm là bắt rất là dễ luôn. Quá đã. Quá đã. Khí nhỏ thì rất là nhiều. Khí to không? Nhỏ nhỏ này cũng bắt luôn. Bự. Lên. À trong cái con nhỏ tôi. Sao vậy? Lá rồi hả? Ủa bà khía ban đêm đi so mà bắt cái cần gì đi bên ngày nhỉ? Ủa. À. Ui kẹp à? Kẹp chứ. Hai con luôn, hai tay hai con, bà khía đúng rồi, ăn mệt nghỉ ha. Ban đêm nên là Hiếu phải đem cái kính để trợ lực nhé cả nhà. Vì ở đây cái cây đước nó giống giống nhau, ở rừng thì nó khác, suối thì dễ soi nhưng mà đi cái rừng này Hiếu phải đeo cái kính. Cái con mằn hăn nó nhiều, bà khía nhỏ rất là đẹp, ban đêm nó bao vào những cái cành cây đước. Con này nhỏ. Nãy giờ không thấy cá thoi lòi nữa nhỉ. Bạn cá thoi lòi phải không? Xích lên đây tí. Có cái bãi đây để cho cá thoi lòi. Có tôm, có tôm, tôm. Những cái mầm mà cây đước non nó mọc lên. Wow, con này khủng luôn. Ông vậy? Ba khía. To lắm. Ông. Dòng này á. Ông thấy con đảo không? Bả đảo chưa? To to khủng. Ôi, con kinh khủng thiệt. To chưa con này này? Nó bằng con cô đá trên núi cả nhà. Quá đã. Bây giờ bắt ba khía quá trời luôn mọi người. Thôi lâu, thôi lâu. Đâu 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 đâu. Làm dưới nước. Dưới nước hả? Từ từ để anh lại anh hỗ trợ nha. Ok. Thấy cái hẹn ra trường vô rồi mà không thấy nhau mà nhìn kỹ thấy. Cô để hỗ trợ. Để dưới mình các bạn. Phải để cái mũ vô mình các bạn. Dưới nước à? Ôi ôi ôi. Nó bò kìa. Đâu rồi? Không nhích đầu đó đó. Động 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 cái nó chạy. Nó có lặt không ta? Không không, gọi kỹ nữa. Con nào có chụp nè, bỏ. Con nha, hai con luôn. Ừ, bỏ. Nhỏ nha. Đúng rồi. Con chụp nha. Con ma nha hả? Ừ. Nó đậu cái răng này nè, từ từ từ. Đó đó đó, ở chủ. Con này nhỏ, không được bự. Bật luôn. Đó 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 đó. Ôi, đây rồi, thấy rồi, ý, lặng, ý, lặng. Trời, muốn tức luôn rồi. Chào nhau một câu. Rồi, rồi, đi, em nó đây rồi. Em nó đây rồi, Vũ ơi. Hiếu bắt được một con cá thoi lòi nữa rồi. Một em thoi lòi. Em à, em à. Wow. Được không bạn? Em. Được. Ủa, con này thì ngon. Ngon mà. Con này cứ cho vào trong này đi. Hả? Từ để mình buộc cái này đã. Nó vào đây. Con này phải cho vào đây chứ. Cái dòng này nó không chơi được với nó. Không thể nó quá chơi được. Quá trời luôn. Quá trời luôn. Quá gì? Cố lên xíu nữa.
con này nó khỏe lắm. Mọi người nhìn đây nha. Chổng cái mông xuống luôn rồi nè, chổng cái đầu xuống luôn rồi nè. Wow, nó xuống sâu nữa rồi. Nó sâu à? Đang dướng cái cây này. Vụ quá nhiều, quá nhiều tình. Rồi rồi, xong rồi, cái đèn nó toang rồi. Đây, đi. Vụ này. Con đèn này chổng nước mà. Đụng đụng em. Mất rồi à? Quá cực mọi người ạ. Để bắt được con cá. Trong rừng ngập mặn này nó cũng cả một vấn đề đó. Thôi bò đi, khó quá bò. Mọi người ạ. Ngập quá luôn, sâu. Ngập luôn cái tay luôn hả? Hết tay luôn rồi. Chịu hết nổi rồi. Không có bắt khía này. Đụp đi. Hay của em đi lên. Lên rồi. Ôi thu eo à. Tay của em xem nó có vừa nữa. Có vào được nữa. Không vào được nữa. Để em thử. Gắn nước. Hả? Gắn nước vào. Đâu? Đó, sau lưng kìa. Con nào? Đó, gắn. Con nào? Đó. À, đánh nước đéo sao đâu. Loại này, đưa em quay bắt đầu. Rắn nước rồi nha. Đâu rồi, này. Một em rắn nước này. Rắn nước này thì nó có lành lắm, nhưng mà nó nhỏ. Hết rồi. Hả? Tay em hết rồi, vô hết rồi. Vô hết luôn mà vẫn còn. Gặp con ếch ở đây mà nó sâu quá. Anh em hết cách luôn. Bác khía này có lấy không? Bác khía nhỏ. Cũng không nhỏ đâu, nói chung là ăn được. Khía thì ban đêm mới dễ bắt. Ui trời ơi. Nhỏ quá mà hơn nữa mình. Vội quá. Dạo không? Không, chụp luôn. Chụp luôn hả? Ui trời ơi, ui bự vậy. Trời ơi, gai nó đâm ra. Gì đâu? Đến đâu nó đâm mình vẳng khác rồi. Rồi rồi, từ từ. Sâu quá. To mà, thấy nó dậy to mà. To. Để xem nó ra ở đâu nha. Tiếp rồi. Bây giờ tụi mình cũng đang xếp mất gần tới cái chòi của tụi mình rồi. Đứng dẫn rồi mà. Đừng nổi. Ừ, đi bắt dòng cái chân cạn cạn này nè. Dài lên luôn, dài theo cái đường này luôn nè. Đây, đây có ngô phê đây. Chụp luôn, chụp luôn. Ô, đây, dạ đây, không? Con, đây con luôn nè. Dạ không? Con gì hả? Cái này là to lắm rồi. Quá ngon. Đây hả? Ừ, con cá bự. Đúng không? Dính. Ừ, quá đã. Đâu rồi, cho vào đây luôn. Có một con to hồi nãy đây sổng nó đâm một phát gai bung luôn. Tối tụi mình phải leo trèo lên mấy cái ghế này nè, quá trời phức tạp luôn. Quá đã, bỏ vô bạn. Ồ. Đúng rồi. Ở đây có con hả? Rô Phi hả? Rô Phi hả? Đúng rồi. Đâu? Ôi trời ơi, con cá đuối to lắm. Ôi. Con gì to? Ồ, cá đuối, cá đuối. Nó làm sâu quá. Tối gì chỉ trên mấy máy này nguy hiểm thì. Đây đây anh, cà phê. Đây, con nhỏ. Hả? Luôn. Chụp luôn nha. Nhưng nó sâu này nó chụp được không chứ? Sâu quá. Nó chụp được con kia. Dạ. Đúng không? Lấm. Lấm. Quá hay bạn ơi. À, cũng được. Ôi, con đấy mà bạn kia nhỏ, tại vì nó bị... Ôi, nó bị chụp con kia nó mới to kìa. Nè. Ngon quá ngon mọi người ạ. À. Anh em mình hôm nay hết đói rồi. Không sợ đói nữa. Mọi người ổn không? Mình tạm rồi. Quá. Thấy mũi nó bu dữ lắm rồi nè. Cua.
bển anh Nhàn anh đốt một đống lửa rất là lớn luôn. Vậy là hồi bắt cá về là có than để nướng luôn rồi đó. Ôi, lên thôi. Quà anh em đi cũng khoảng tầm 2 tiếng hơn 2 tiếng ấy nha. Về là được 5 con rô phi và một mớ cái con ba khía này cả nhà. Với lại 3 con thổi lòi nha. 3 con thổi lòi, 2 con cá đối nữa chứ. Đúng không? Này 2 con cá đối này. Cá này ngon này, béo buổi chiều ăn con là ngon lắm. Bây giờ anh em mình xiên vào mình nướng nha. Theo Vũ thì bây giờ mình nướng cá thổi lòi mình để lại mai đi nha. Ok, để lại sáng mai mấy con thổi lòi với để một ít bắc khía sáng mai nhá. Còn nữa mình nhớ 5 con rô phi này với 2 con cá đối nhá. Cái chỗ này tối nay mình làm không được nè. Rồi. Mềm hết rồi. Anh em tí nữa mình cứ làm con này đã này, con này đen. Con này là phần nước sau. Khoảng cá đối này Phú này. Nó béo. Rồi hồi trưa ăn con sướng. Có 3 con mà ăn 3 con cá đối. À. Nãy đúng nãy thì mình bắt được con mà. À 3 con. Cá đối này sướng lắm. Quá tuyệt vời luôn. Con này ok chưa? Ồ, ui dồi, mỗi ui dồi. À có một con tôm nữa kìa Vũ à. Hai con là bạn ơi. Hai con à? Ừ. Con tự nhảy vô hả? Không à, mình mò đấy. Hồi nãy mình thấy một con tự nhảy vào đấy. Tự bay vào một con không vậy biết là đâu. Ba con. Không, vậy là hai con á. Con là một con lột với con cứng. Con này con gì ai bắt đây? Con này hồi sáng. Bỏ đi. Bỏ đi hả? Bếp lửa sẵn sàng, anh em mình cho vào là nướng này, ăn là đi nghỉ thôi. Cũng muộn rồi, bây giờ cũng hơn 9 giờ rồi cả nhà. Đó, cho vào đi Vũ. Vô. Bạn thấy cho mình mấy cái cục kìa. Mình cho bạn này. Thấy vô ngồi kia bên đây là gom ngồi kia bên đây đang gần gặn hồi mình tối màu đỏ mũi. Đừng có thấy đây. Ừ. Đúng rồi. Mấy con nó có thời lòi nha, 3 con. Ba thời lòi con cua nha bạn ạ. Ừ. Con cua đây mà. Ờ được gặn. Con cua. Cua nó kẹp mình mà mình không dám buông nha. Buông là sợ mất. À. Lúc đấy mà buông là mất mà, bởi vì nằm dưới nước mà. Là xiết luôn, ôm luôn. Ôm luôn, kệ nó cắn, chuyện nó cắn nó kẹp. Ghê thiệt. Hay không? Hơn con nó cũng nhỏ. Nhỏ to là toang đấy. To là nó kẹt phọt máu luôn đấy. Cá sắp chín. Con này chín rồi Vũ này. Anh em đang tranh thủ nướng mấy con cá ăn rồi để đi nghỉ cả nhà. Giờ này thì để mà nói đêm nay mà ngủ chắc cũng khó vì muỗi rất là nhiều luôn. Cả nhà xem cái tay Hiếu nó chích đỏ luôn, nổi mẩn lên. Vũ không biết sao. Anh thì là nó chích cũng rất là nhiều luôn. Đây nè. Anh lư luôn. Nhàn sao rồi? Nói chung là mình cũng mình dân địa phương đây chứ mình cũng thấm lắm rồi bạn. Giờ này thì ai cũng mệt rồi. Để tranh thủ nướng anh em ăn rồi. Cũng xem có nghỉ để ngơi được cả nhà. Bởi vì đêm nay cái chỗ này nó rất là ẩm nha. Nó lại vui chứ. Nó như đi chảy hội nó bảo gặp tiệc rồi. No. Buffet hút cá đi tụi bay ơi. Có tiệc rồi. Hôm nay nó gặp tiệc thật chứ. Rồi, mọi người ơi. Những con cá của mình thì cũng đã chín. Bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng với anh em tụi mình thưởng thức nha. Bây giờ anh em ngồi ngay bếp luôn cho nó ấm. Giờ mình ăn cá đối đi ha. Ừ, cá đối đi. Đây, cho anh con. Rồi, cảm ơn. Anh con, em con. Ừ. Người con đi. Đấy, đổi cho em này, con này. Thôi được rồi. Thôi mời cả nhà cùng dùng bữa với lại ba anh em nhé. Cameraman này chịu khó ăn sau tí. Mời tất cả mọi người luôn nha. Mời cả nhà. Anh Nhàn ăn mà anh Nhàn nhăn mặt chứ anh Nhàn. Con này ngon lắm. Khối quá em ạ. Không, ngon đúng không? Một khối luôn mọi người. Xịt khối nè. Nóng hổi luôn này. Vừa thổi vừa ăn luôn nha. Ngọt quá. Chấm miếng muối vô nữa này. Đúng rồi, trời miếng muối vào. Trời ơi. Đấy. Ngàn chấm ô nha. Nói chung mọi người thông cảm nghe khói quá. Rồi khói thì không được. Thơm nhỉ. Giòn luôn. Ngon. Ăn mà có mấy con gì sau lưng nó dập miệng kìa. Mũi. May rồi mình mặc cái áo này. Nó có cái túi này. Khói này là nó đỡ hơn tí. Tùm lại. Bọc khói nha mọi người. Đó. Khói đâu. Quá thơm luôn. Đây là mấy món cá bắt được. 5 con cá phi luôn. Nào. Nhà này, này. Con này đi. Từ từ ơi, bà hao không? Con cá chưa hết à?
Bây giờ anh em mình cứ ngồi bếp này là vừa ăn vừa như này nó nóng hơn, ngon hơn đúng không? Ừ, đúng rồi. Ăn nhiều lấy càng nhiều. Để phần cho caramel con to to này đi. Đấy. Ừ. Để đấy nha. Xin chân thành cảm ơn. Đây. Thôi để con to khán giả vô khán giả nói nữa à. Không sao đâu. Thôi chơi ăn con nhỏ được rồi, ăn ít lắm. Cho con nhỏ được rồi. Mình sẽ ăn con to lắm. Không, một caramel lớn lắm á. Không. Không có camera ở đấy ai đâu quay. Mà không có phim cho. Ừ. Quá đã. Mình chơi con nhỏ á. Con ăn con này nè. Không, không. Con này nó giống anh nè. Anh ăn con lớn đi anh Nhạn ơi. Anh ăn con lớn đi. Rồi mình ăn con này. Đây này, Vũ ăn con này nè. Thôi à. Hồi nãy anh ăn con bự rồi. Đầu tiên mình làm con ba khía. Anh em mình tranh thủ ăn xong. Hiếu là chắc bây giờ phải đưa cái quần ra đây cậu ơi. Chết rồi chú quần rách. Hả? Quần rách. Hồi nãy giờ quay có thấy không ta? Quần rách à? Ngồi xe thôi, khán giả thông cảm cho nhiều cái đi rừng đó cả nhà. Mà bước xa dài cả là quần rách là bình thường rồi. Anh em ăn ba khía này. Khía đây nha. Càng ngon quá. Nói chung mà xuống đây thì ba khía tầm này mới ngon nè. Hồi trưa nướng cháy quá. Ăn uống thì nó không nên nổi nhưng mà ui. Tôi cắn chứ không quen. Và con ba khía này. Ủa cái trứng của nó Vũ này. Đá chưa? Gạch chứ hả? Gạch. Còn mũi nó đeo này Hiếu à. Mọi người nha. Đá chưa này. Ừ. Mũi này. Mà sao ngồi bếp này mà vẫn theo được. Tài thật. Là vỏ luôn. À. Hiếu mời cả nhà cùng thưởng thức với Hiếu cái món cá rô nước mặn nha. Xem như nào. Ừ. Ok, vẫn mình thịt rồi. Ôi, con gì ấy? Lá. Là được rồi. Có chói không khởi ấy? Không, không. Không hả? Đây. Chấm một miếng này. Đó. Đây, anh con này. Ừ, đúng rồi. Ừ, rồi kia. Vô. Làm thử miếng này xem nào. Ừ. Còn hai con tôm kìa. Ngon rồi, hai tôm hai anh em ăn đi. Cho hai bạn nha. Tôi đây là tôi nhiều tôm lắm rồi. Hai bạn ăn đi. Ờ, tôi con đây. Con nhiều caramel luôn đi. Ừ. Mình con cá này nó đủ á. Cho anh Hiếu á, anh Hiếu, anh Hiếu ít vô đây ít ăn tôm này lắm. Tôm anh ăn nhiều mà. Con cá này không nhận. Cá rô phi nước biển này nó ngon cả nhà nhé. Rất là ngọt luôn. Ban đêm nó dễ chụp nha, nó không nhanh nha. Nó cứ đờ đờ nha. Anh cứ lơ trên mặt nước. À. Nó cứ đờ đờ vào. Con cá thời loài ban ngày nó cũng nhanh. Còn ban đêm vẫn chụp được nó. Quá đỉnh. Gặp thôi. Cái thịt nó ngọt thật nha. Quá đỉnh luôn con cá rô phi này. Quá. Thôi, anh em mình nhảy để cameraman vào ăn cùng cho vui nhé. Ok. Rồi xin mời tất cả mọi người dùng bữa tối tụi mình nha. Phần đó của bạn á. Cameraman này làm miếng đi này nha. Công quay. Mời bạn nha. Cảm ơn. Ăn uống xong, anh em đang rời cái bếp lửa vào gần cái chỗ nghỉ cả nhà ơi. Vì đêm nay là chắc là một đêm khủng khiếp đối với Hiếu đấy. Không biết hai anh em thì thế nào, cho mình cảm giác là nếu như mà cứ mũi như thế này thì có khả năng là không ngủ được. Nhưng mình là mình thua, chắc có lẽ mình ngồi đây cho nó. Không ngủ được thì mình ngồi tâm sự tới sáng rồi. Có lẽ là anh em sẽ cho lửa để mình hong khô quần áo thì cứ vật vả vật vờ. Nếu mà không ngủ được anh em sẽ thức tâm sự. Cũng không mấy khi mà cơ duyên mà vào gặp Vũ với lại anh Nhàn đây. Là một cái nơi mà nói là mảnh đất. Hiếu cũng từng mơ ước là thấy anh em bạn bè chụp cái hình mà ở chỗ cái đất mũi Cà Mau. Rất là ước mơ vào đặt chân vào đây một lần. Và đây là phải nói là may mắn và cái cơ duyên để gặp được hai anh em, ba anh em đây. Rất là cảm ơn ba anh em nhiều. Anh là từ Nghệ An, từ rồi Nghệ An. Bay vô tới Tiền Giang với em trước. Ừ. Rồi em từ Tiền Giang anh mới dắt anh xuống Cà Mau. Gọi là ba anh em vào đây là đúng rồi, may mắn lắm cả nhà. Nên là anh em không ngủ được thì chúng ta sẽ là tâm sự nha, chia sẻ. Đông khô chất lượng quá ha. Quần của anh này Vũ khô rồi. Không, của mình. Quần khô luôn rồi nè, không đùa luôn này. Của em thì còn được áo quần dưới. Áo thì khô luôn này cả nhà. Với lại cũng may là đưa cái áo này có cái trùm này này. Tí nữa mà mũi mình trùm lại ha. Nói chung thì cứ ngồi đại đi này mà mọi người ạ. À. Cứ tới khi nào mà anh em mình thật sự mòn mỏi lúc đó mà mũi cắn hết nghe đau thì lúc đó tính sao. Chứ bây giờ là khó không thể nào, còn đau là không thể nào ngủ được.
mà có đóng khó này cũng chắc lượng rồi, cũng đỡ được phần nào. Ừ. Lạnh thì nó cũng không lạnh mấy, nhưng mà gọi là bây giờ là mạnh ai nấy lo ha. Mỗi ai nấy đập. Mạnh ai nấy lo ha. Giờ này là hơn 1 giờ sáng rồi mà ba anh em vẫn chưa ngủ được. Đồ thì quần áo thì khô nhưng mà do muối quá. Anh em vừa đẩy lại cái bếp cho có khói để anh em ngồi cả nhà. Hy vọng là một chút nữa. Vũ ngủ hả? Rồi vậy chứ rồi. Cũng mệt lắm rồi đó. Anh em hãy cố gắng xem có ngủ được không cả nhà nha. Bởi vì nó muối thật sự mà nói là muối khủng khiếp luôn. Cái chỗ nằm của mình thì nó cũng hơi ẩm ướt rồi đó. Hơi ẩm, chỗ này hơi ẩm. Mà mình cái lát cái cây nó rất là đau. Nếu như mà nó thoáng như ở trong rừng thì nó khác. Cái rừng nước thì phải nói là cái sự khủng khiếp của con muỗi nó không có cái nào để mà tả được nữa luôn. Muỗi kêu mà như sao thổi đấy, cái mà đỉa dền hả, đỉa lên à, đưa lên tự bánh canh. Nhưng mà đỉa thì chưa gặp đâu, chiều sáng giờ đi lội dưới sình nhưng mà không thấy đỉa. Dùng nước mặn là không có, nước mặn thì gặp cái nó là nỗi đau nhân hai liền. Có đỉa nữa thì thôi. Ôi, anh em mình tiếp tục chiến đấu cố gắng nha. Giờ này là trời cũng sáng rồi cả nhà. Mấy anh em vật vờ cả đêm. Phải nói là sự khủng khiếp của muỗi. Một đêm kinh hoàng. Lần đầu mà được trải nghiệm cái khu rừng ở rừng nước như này. Quá được. Quá êm nhỉ. Hả? Được không? Vũ cảm thấy được không? Anh nhà thế nào? Tôi thì tôi nếm hoài bạn ơi. Nên cũng quen rồi. Các bạn lâu lâu mà trên kia xuống bạn thấy thế nào? Đuối đó, bây giờ ngồi cảm giác nó đau lưng, mình ngồi không ngủ được, nó kiểu nó nhũn cả cái người luôn. Công nhận là đuối. Anh em cũng phải túc trực, đi lấy củi cả đêm luôn. Cứ loanh quanh này may mà có những cây nước khô rồi anh em có củi này. Trải nghiệm một lần để lỡ sau này có lạc vô rừng giống vậy thì biết cách vẫn có. Caramel hôm qua giờ cũng đuối luôn cả nhà. Hời nằm, dỗi luôn. Rồi hôm nay cảm ơn Caramel rất là nhiều nha, đã giúp đỡ. Cảm ơn Vũ. Sự trải nghiệm tuyệt vời. Ba anh em có lẽ là bây giờ mình ra còn một ít cá thổi lòi với lại con bạc khía. Ba anh em sẽ làm chế biến bữa sáng ăn xong này. Thoát khỏi đây đi. Chắc là ám ảnh đấy, nối ám ảnh đấy. Quá là bằng. Nếu mà để mà nói mà vào đây mà một mình mà sinh tồn mà không có ở đây lâu dài thì chắc là không thể bám được. Không bám trong được. Thứ nhất là nguồn nước không có. Nguồn thức ăn thì có thể có nhưng mà nguồn nước thì không có. Khó mà chống lại mấy con muỗi lắm. Rồi bữa sáng của mấy anh em còn 3 con cá thòi lòi này nè. 2 con này rất là to. Con cá thòi lòi này, cái mắt của nó là nó nhô lên như thế này. Và cái vây của nó giống như cái vây của con cá bóng nhá. Cứng. Nhưng mà con này thịt rất là nhiều. Còn 3 con và mỗi 3 con bạc khía nữa thôi. Mà tối anh em bắt được rất là nhiều. Mà bỏ vào cái thùng này cả nhà, nó ra hết này. Hai bên này nó kiểu anh em quên để bỏ cái vợt vào nhốt con cá thòi lòi vào đây. Xong là con cua nó cũng bỏ theo ra, ba khía nó cũng bỏ theo cái vợt nó ra luôn. Anh em lúc đấy cũng đuối hết rồi, không ai để ý nữa. Mệt quá rồi không để ý, sáng ra kiểm tra lại thì còn đúng 3 con thòi lòi nó nằm ở trong cái vợt và 3 con ba khía nữa thôi. Bây giờ anh em mình nướng xong này, ăn sáng này. Tiếp tục tìm đường ra để anh em trở về nhé. Chín này cả nhà. Bây giờ thì ai cũng đuối này, sức nói cũng không còn được khỏe như hôm qua nữa. Lúc mới đến thì còn sung. Sáng nay anh em mình khẩu phần ăn đấy mấy con này. Còn ba khía mình nữa đâu ta? Ở đây kìa. Còn mà. Anh em mình chia nhau là ngồi ăn đâu. Tập trung vào đi anh ơi.
Nhàn ngồi đấy luôn hả? Rồi mình ngồi đây đây. Mấy bạn dùng trước đi. Con to này nó sướng. Chắc mình với Cagamen đây ha. Ờ. Rồi hai anh em mình con này Vũ ha. Còn con nữa để lại đi. Nè bạn, bé này bạn. Đó, ý đó nó rụng luôn. Lột ra luôn này, cá này. Dài ghê nhỉ. Thịt rất là ngon. Cái này của bạn nè. Vũ này. Ôi trời, mời em. Ôi thịt nó béo à. Cảm ơn anh. Mời tất cả mọi người nha. Dùng cái này mà. Mời cả nhà này, cái thịt của nó này. Rồi mời cả nhà ăn với mấy anh em nhé. Chấm một miếng muối ăn bữa sáng. Phải ngồi cạnh bếp lửa này thì mới chịu được. Cái thằng lòi này công nhận thịt nhiều ghê luôn. Thịt nhiều mà dài ha. Sáng ra ăn cá nướng hay chứ. Nào em. Chưa hả? Thử con nào. Này, mời mọi người luôn. Thơm ha. Ngon nè. Nướng thơm á. Đã. Thành con này ngọt. Ngon. Ngọt. Ngon mọi người. Nguyên con to. Ngọt. Nhìn anh này anh cầm nguyên cả cục ăn như này sướng không? Đã. Thôi mình làm miếng nữa nào. Chắc là thật nhiều lắm luôn. Ui cái thịt của nó này. Ui trời thịt. Ui con trứng luôn. Ui trứng luôn này. Trời ơi trứng của nó đó cả nhà. Vũ ơi làm miếng trứng em. Thử cái coi. Không à. Anh thử đi. Ôi trời, trứng và cá thôi rồi, để ra đây đi. Hên thế mình vẻ con cá này có trứng. Trứng này cả nhà. Đó, đi rừng nên tay chân ở đây cả nhà thông cảm nhé. Cái cây đước này nó vẫn có mủ, nó đen nè. Đúng rồi. Nó làm cái tay của mình đen. Quá chân thật. Thịt nó ngon. Nó ý. Thịt nhiều chứ con này. To. Ở dưới mình là kêu bằng cá lóc biển mà. Đã. Ê. Bạn này. Bạn dùng hết con đó đây, tôi hết nói rồi. Tôi con này là được rồi. Béo. À. Rồi. Anh em mình tranh thủ ăn đây. Kiếm đường đi ra thôi cả nhà. Ở đây càng lâu muỗi nó càng hút hết máu. Anh em còn mấy con ba khí ăn nốt đi. Nhẹ ăn con ba khí này đây nhỉ. Mình cho còn cái đầu này bạn ơi. Mình ngồi mình ghé cái đầu mình ngon quá. Anh em vừa dùng xong bữa sáng, mặt trời cũng bắt đầu ló lên. Giờ này ai cũng mệt rồi. Chắc là anh em sẽ tìm đường đi trở ra thôi. Và Hiếu cũng rất là cảm ơn em Vũ, cảm ơn bạn Khởi ngày hôm qua giờ đã đồng hành cùng Hiếu, hỗ trợ quay video và cảm ơn anh Nhàn đã luôn đã đưa anh em đến đây để biết được trải nghiệm cái khu rừng này. Cảm ơn cả nhà. Anh em Hiếu cũng cảm ơn tất cả quý khán giả đã đồng hành cùng anh em trong suốt cái video ngày hôm nay. Bây giờ anh em cũng xin phép được nói lời chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Và xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Chào mọi người. Lên đường thôi. Rồi, đi về. Trốn ở chỗ này thôi. Trốn thôi. Tạm biệt mấy con mối.